nhanh gọn lẹ mà sử dụng trên lâm sàng. Rồi mục tiêu ha, sau khi học xong bài này thì học viên các bạn phải thứ nhất là liệt kê được 6 thông số chính dùng để đánh giá chức năng tâm thu toàn bộ thất trái, trình bày được các ưu và nhược điểm của ba phương pháp đo ES, liệt kê được 17 vùng cơ tim theo phân loại của ASE 2015 và phân bố túi máu, liệt kê được ba phương pháp đánh giá vận động vùng. Và cái này về kỹ năng các bạn phải thực hành nhiều, thực hiện thuần thục đo kích thước và thể tích thất trái trên TM 2D, thực hiện thuần thục đo vận tốc sóng S' trên Doppler mô, cung lượng tim trên Doppler. Và về kỹ năng thì về thái độ thì nhận thức được tầm quan trọng của việc đánh giá chính xác chức năng tâm thu thất trái. Thì dàn bài chúng ta sẽ có hai phần, là chúng ta sẽ đánh giá chức năng tâm thu thất trái toàn bộ và đánh giá chức năng tâm thu thất trái từng vùng. Thì mở đầu thì chúng ta biết rằng là siêu âm tim là một cái phương tiện bây giờ là tương đối là rẻ tiền sẵn có để đánh giá chức năng thất trái, dù phương pháp này không phải tối ưu trong mọi trường hợp. Chỉ định nhiều nhất là cái gì? Thứ nhất là bệnh nhân có triệu chứng nghi suy tim, hoặc thứ hai là bệnh nhân chưa có triệu chứng nhưng mà có nguy cơ bị suy tim, hoặc là những bệnh nhân có nghi có bệnh mạch vành, các bệnh cơ tim, và hoặc là bệnh nhân có chỉ định CRT. CRT là tái đồng bộ thất á, đấy là ở những cái bệnh nhân mà đã suy tim ES giảm mà điện tim có dạng block nhánh trái, nếu các bạn nào làm về tim mạch ha. Mà sau khi chúng ta đã tối ưu điều trị nội khoa rồi, đã giải quyết các nguyên nhân rồi, nếu mà có giảm block nhánh trái thì lúc đó là các bạn biết là giữa thất phải và thất trái nó co bóp không đồng thời, cho nên lúc đó cùng lượng tim nó sẽ giảm. Thì nếu chúng ta đặt một cái máy đồng tái đồng bộ để giúp hai thất, máy tạo nhịp để giúp hai thất co bóp cùng lúc, thì chúng ta sẽ cải thiện được ES và cung lượng tim ha. Và đây là một cái biện pháp mà nó có gọi là một trong 10 biện pháp mà là cải thiện được cái chức năng thất trái. Và muốn mà đánh giá được cái này, khi mà sau khi mình đánh mà mình cài cái CRT rồi, thì một trong những phương tiện để chúng ta theo dõi là cái sự đồng bộ hay không, đó là nhờ vào cái siêu âm tim. Thì trước khi mà bắt đầu đánh giá chức năng tâm thu thì chúng tôi xin nhắc lại tâm lý của tâm sinh lý của tâm thu thất trái. Thì giai đoạn tâm thu nó bắt đầu từ khi mà van hay lá đóng cho tới khi đóng van động mạch chủ và trên điện tâm đồ. Và thực ra là các bạn nhớ nha, nếu mà chúng ta đa số làm không đúng chuẩn, là khi chúng ta làm siêu âm tim đúng bài bản, chúng ta phải gắn điện cực để chúng ta coi được cái điện tim trên cả màn hình siêu âm tim, là nó bắt đầu từ nó khởi đầu bắt đầu của phút bộ QRS đến hết sóng tề. Và thời kỳ tâm thu thì bao gồm giai hai hai giai đoạn, là thời kỳ tiền tống máu là giai đoạn mà van động mạch van hay lá đóng ha, van hay và van động mạch chủ chưa có mở. Và giai đoạn này thất nó sẽ co bóp, rồi tới giai đoạn thứ hai là giai đoạn tống máu. Thì qua cái hình này các bạn sẽ hiểu hơn ha. Các bạn thấy không, giai đoạn cuối tâm trương thì khi áp lực của thất trái nó bắt đầu nó áp lực nhĩ trái bắt đầu xuống, áp lực thất trái bắt đầu hơi tăng lên một chút xíu, đây là áp lực thất trái nè, đây. Thì lúc đó van hay lá đóng, và lúc này van động mạch chủ vẫn chưa có mở. Chúng ta có giai đoạn đầu là và cái giai đoạn này gọi là giai đoạn tiền tống máu, lúc này thì van động mạch chủ chưa mở, giai đoạn van hai lá đã đóng, thì lúc đó thất trái nó sẽ tăng áp lực, nó tăng co bóp, nó tăng co lên để tăng áp lực trong buồng thất, cho đến khi cái đường màu đỏ là đây nè các bạn, đường màu đỏ là đường áp lực trong buồng thất trái, đường màu xanh là áp lực trong buồng động mạch chủ, và đường màu xanh lá này là áp lực trong nhĩ trái. Thì khi áp lực trong buồng thất trái nó vượt quá áp lực của động mạch chủ thì van động mạch chủ nó mở ra. Và giai đoạn đầu này là giai đoạn tiền tiền tống máu nè đó. Còn giai đoạn tống máu là bắt đầu từ khi van động mạch chủ mở và máu từ thất trái nó sẽ xịt vô động mạch chủ cho tới khi nào, cho tới khi mà áp lực của thất trái bắt đầu đi xuống dưới áp lực van động mạch chủ. Thì áp lực của, xin lỗi, van động mạch chủ, mà áp lực trong động mạch chủ thì lúc đó là sao các bạn, van động mạch chủ nó sẽ đóng lại, và giai đoạn này gọi là giai đoạn tâm thu.
Như vậy nó sẽ có hai giai đoạn là tiền tống máu và tống máu nha. À, và để đánh giá chức năng tâm thu thất trái toàn bộ thì chúng ta có rất nhiều cái mốt ở trên siêu âm. Chúng ta có thể đánh giá sơ bộ bằng TM, bằng 2D, 3D và thậm chí là với chất cận âm bằng Doppler, và cuối cùng là cái phương pháp gọi thời đại sau này, đó là gì, là điều siêu âm đánh dấu mô bằng cái gọi là cái sự biến dạng tổng dập của thất trái mà người ta viết tắt là GLS á. Thì về cái mốt đầu tiên mà các bạn sẽ hay làm đầu tiên, đó là chúng ta cắt mặt cắt cạnh ức trục dọc, ngang mặt mặt cắt cạnh ức trục dọc, và chúng ta để cái mặt cắt ngang bờ tự do của van hai lá. Và lúc đó thì chúng ta sẽ có những cái thông số nào giúp chúng ta đánh giá chức năng tâm thu thất trái toàn bộ. Đầu tiên là chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ cắt, thì các bạn thấy là bình thường van hai lá nó mở hình chữ M, và cái đỉnh người ta gọi là cái khoảng cách, cái đỉnh của cái sóng E của trong cái độ mở van hai lá TM này cho tới cái vách liên thất, người ta gọi là khoảng cách từ sóng E tới vách liên thất cái này nè. Thì nếu mà chức năng thất trái càng tốt thì cái thằng này, cái van hai lá nó sẽ mở càng rộng, cho nên là cái đỉnh của cái sóng E nó sẽ gần đụng với vách liên thất. Đó, đây là cái hình bên này là một cái chức năng thất trái bình thường. Các bạn thấy sóng E nó gần đụng với vách liên thất. Còn bên tay trái, bên tay phải của các bạn là một cái quả tim mà chức năng thất trái nó rất là tệ, và các bạn thấy không, van hai lá nó mở được có một chút xíu thôi. Và chúng ta khi mà chúng ta, các bạn thấy đo khoảng cách là từ sóng E tới cái vách liên thất, các bạn thấy không, vách liên thất gần như nó không bóp luôn á. Thì sóng E mà tới chỗ này nó rất là dài, ở đây mình đo tới 21 luôn, các bạn thấy không. Một bên rất là, thì bên này là chức năng tâm trao thu thất trái tốt, còn này thất trái tệ. Và người ta có thấy rằng bình thường á, thì khoảng ơ gọi là EPSS á, viết tắt á, thì tốt nhất là phải dưới 6, và nếu nó trên 7 thì có thể EF bắt đầu là giảm dưới 50% rồi, và nếu nó trên 13 thì EF có thể có khả năng giảm dưới 35%. Nhưng mà các bạn thấy không, độ nhạy thì tương đối cao nhưng độ đặc hiệu thì cũng không có cao lắm, bởi vì nó có sẽ có những cái hạn chế. Chẳng hạn như bệnh nhân bị hẹp hai lá thì van hai lá nó mở đâu có tốt được, cho nên trường hợp bệnh nhân hẹp hai lá các bạn đừng dùng cái này đánh giá chức năng thất trái. Hoặc là bệnh nhân hở van nằm mạch chủ cũng vậy, thì trường hợp này là chúng ta không đánh giá được bằng cái này. Hoặc là bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim thành sau thì cái này nó cũng không có giá trị. Và một cái chuyện nữa là cái này á, thì thực ra nó là đánh giá chức năng toàn bộ thất trái, nhưng mà nó sẽ phản ảnh cái vùng đáy nhiều hơn là cái vùng bỏng nha các bạn. Rồi, nhưng mà dù sao đó là một trong những cái thông số mà chúng ta có thể đánh giá nhanh. Một cái thông số khác mà chúng ta có thể quan sát được là cái sự vận động trước sau của động mạch chủ gốc. Thì khi các bạn cắt mặt cắt cạnh ức trục dọc mà ngang van động mạch chủ và để TM ngang van động mạch chủ, thì bình thường khi mà thất trái nó tốt thì các bạn biết sao không, chúng ta thì cái sự đàn hồi của nhĩ trái nó tốt, cho nên á, độ đàn của nhĩ trái tốt cho nên động mạch chủ nó uốn lượn theo, và chúng ta sẽ có cái hình, các bạn thấy không, và cái động mạch chủ nó uốn lượn theo, các bạn thấy không, bên hình bên trái là một cái hình cho thấy là chức năng thân thu thất trái tốt, còn cái hình bên phải là các bạn thấy không, nhĩ trái nó đơ ra, nó không có uốn lượn gì được, tại vì thất trái nó đâu có bóp, nó đâu có dạng gì, có vô là chức năng tâm thu nó tệ. Nhĩ trái nó hầu như nó không thay đổi thì động mạch chủ nó cũng không thay đổi theo về đường kính, nó không có uốn lượn theo, và đây là một cái mà chúng ta có thể cắt và chúng ta đánh giá. Chứ rồi một cái thông số nữa đó là vận động của vòng van hai lá trong thì tâm thu. Để đo được cái này là các bạn phải cắt được cái mặt cắt bốn buồng từ mỏm nha. Xong rồi á, các bạn bỏ cái TM nha. Các bạn đo, các bạn ở hai cái đầu, hai nó hơi giống như là đốt lemo vậy đó, các bạn để
TM vuông góc với mặt phẳng có vòng van hai lá ở cái mà ở cái phía phía bên và phía bắc của van hai lá, và chúng ta sẽ đo cái sự di chuyển cái này gọi là map C, nó giống như tab C ở bên thất phải. Thì các bạn biết rồi, nếu mà cho nên á, nếu chức năng thất phải thất trái mà tốt thì cái van hai lá nó khi nó bo co bóp á, thì sao cái vận động vòng hai lá cái sự vận động nó sẽ nhiều. Còn nếu mà nó co bóp tệ thì cái sự mà vận cái khoảng cách giữa tâm thu, khoảng cách này nó sẽ ngắn. Các bạn thấy không, cái này là đo ở bên vách, còn cái này là đo bên bên thành bên. Bình thường nó là khoảng 12 cộng trừ 2, và dưới 8 thì có thể khả năng ở F dưới 50%. Nhưng mà một lần nữa các bạn thấy không, chúng ta dễ gì mà chúng ta bắt được cái nhưng mà cái tính lặp lại nó rất là kém, bởi vì cắt bốn buồng phải đúng, và chúng ta phải làm sao mà cho cái tia TM này nó phải vuông góc thật sự với vòng van hai lá. Đó là một điều rất là khó khăn trên thực tế. Và một lần nữa thì các bạn thấy cái này chủ yếu đánh giá là chức năng ở cái vùng đáy, vùng mà gần van hai lá hơn là toàn bộ nha. Nhưng mà dù sao nó cũng là một thông số để chúng ta đánh giá phần nào. Rồi, và cái mà chúng ta hay làm trên lâm sàng đó là đo kích thước thất trái theo phương pháp tuyến tính, là các bạn cũng cắt cái mặt, cắt cạnh ức trục. Các bạn sẽ thấy mọi người đều làm và trông chờ khi mà làm siêu tim ai phải ở F bao nhiêu, ta đo chỗ này nè, là chúng ta sẽ cắt mặt, cắt cạnh ức trục dọc và để TM ngang bờ tự do van hai lá. Chúng ta đo cái phân suất con ngắn là chúng ta sẽ đo cái đường kính của thất trái trong thì tâm trường, chúng ta trừ đi đường kính thất trái trong thì tâm thu, chúng ta chia cho đường kính thất trái trong thì tâm trường, chúng ta tính gọi là phân suất con ngắn. Là bình thường là nam là phải trên 25% và nữ trên 27%. Và từ những cái thông số, hai thông số này chúng ta có công thức volume bằng 7 phần 2 nhân 4 nhân D cộng D nhân 3. Thì từ đó, từ cái đường kính của tâm trương và tâm thu mà chúng ta đo trên TM, chúng ta sẽ tính ra được thể tích cuối tâm trương thất trái trừ đi thể tích cuối tâm thu thất trái và chia cho thể tích cuối tâm trương mà tính bằng cái đường kính này. Và chúng ta ra ES. À, đây là cái phương pháp mà chúng ta rất hay làm trên lâm sàng. Và các bạn thấy không, cái cuối tâm trương đó là chúng ta lấy gì? Chúng ta lấy ngay khởi đầu QRS hay đầu tâm thu. Và cuối tâm thu thường chúng ta lấy chân của sóng tề nha, chúng ta phải đo cho đúng. Các bạn thấy không, cho nên các bạn nhìn cái hình này là tôi thấy nhiều người á là lấy chẳng hạn như cái này, là các bạn thấy không, như vậy trong trường hợp này là mình lấy theo cái bát trên thấp này, hoặc là mình còn nhìn giống lên là vẫn khoảng gần cuối sóng tề. Còn có nhiều người lại đo từ thành sau, mà đo thành sau lên thì nó sẽ khác, các bạn thấy chưa. Rồi, và cái công thức mà tính như vậy thì gọi là theo cái phương pháp Tayson. Và điều kiện mà để cái này là tôi xin nhắc tới nhắc lui, đây là một phương pháp mà chúng ta hay làm lâm sàng. Và điều kiện để đo mà tương đối mà chính xác là thứ nhất là cái con trỏ mình phải vuông góc cái trục dọc của thất trái. Cho nên ở những cái bệnh nhân mà cái thất mà ném nó sẹo á thì các bạn đo sẽ rất là khó, các bạn phải làm sạch cái thất này dài và cái TM nó phải thật sự vuông góc. Thứ hai là con trỏ nó phải ở vị trí ngay đỉnh của van hai lá cho các bạn cắt. À, đỉnh của cái mép van hai lá, và đo giữa tiếp diện cơ tim với buồng tim mà tiếp diện với thượng cơ tim. Có nghĩa là chẳng hạn như các bạn nhìn cái hình này, cái đường kính cuối tâm trương là các bạn phải đo tới dưới đây nha, tới mũi đỏ. Còn phía trên này là cái phần cơ bè, nếu các bạn đo phía trên là nó sai liền, các bạn thấy tự nhiên đường kính tâm trương nhỏ chút xíu à đó. Nên là cái quan trọng là chúng ta phải nhìn cho đúng ha, chứ không thôi chúng ta không nhìn đúng. Như vậy thì cái ưu điểm của phương pháp này là gì, Tayson là gì, nó đo nhiều lần và cái độ phân giải theo thời gian nó cao, bởi vì nó là EMOT và có nhiều dữ liệu đã nghiên cứu. Nhưng cái phương pháp này các bạn nên nhớ nhé, nó có rất nhiều nhược điểm. Cái chuyện đầu tiên là nhiều, rất nhiều trường hợp là chúng ta không có đo vuông góc, các bạn sẽ đo xéo xẹo à, các bạn đo à. Thứ hai á là chúng ta chỉ đo một kích thước, phải không? Cho nên nó đương nhiên là nó sai lệch nhiều rồi. Và nếu như thất trái mà nó có tái cấu trúc, nó phình, nó loạn động ở vùng mõm, thì cái này
mà để đánh giá EF là rất là sai. Nó chỉ đúng khi trong trường hợp là thất trái co bóp đồng nhất, không có tha, không trục nó không nó thẳng thớm ha, nó không có loạn động, nó không có gì thì còn tương đối là được. À, và để mà khắc phục cái chuyện mà khi chúng ta để TM á, nhiều khi các bạn thấy bạn để TM nó không như ý muốn, nó không vuông góc thật trái, thì người ta mới đề nghị thôi bây giờ mình sẽ làm bằng cái phương pháp gọi là 2D notation. Thì các bạn nhớ ví dụ các bạn để TM á, đường vàng chấm, thì nó bạn thấy không, nó đâu có vuông góc đó. À thì nếu mình chỉnh 2D mình theo ý mình sẽ để vuông góc. À thì mình cũng đo được hai cái đó và mình tính. À theo công thức hồi nãy thì nó khắc phục được cái chuyện là mình sẽ đo được vuông góc cái trục của tim hơn. Nhưng mà các bạn nhìn lại đi, trong cái trường hợp 2D các bạn sẽ không có độ phân giải cao để phân biệt đâu là cơ tim, đâu là những cái phần cơ bè, hay là những cái phần mà của không phải của cơ tim. À. Hoặc là dây chằng, và chúng ta phải đặc biệt là các thành sau này chúng ta sẽ nhầm với dây chằng lá vàng. À. Tuy nhiên khi chúng ta, các bạn nghĩ thất trái là một cái hình khối trong không gian 3 chiều, chúng ta cắt có một lát ở đấy theo chiều ngang mà chúng ta đánh giá chức năng tâm thất trái toàn bộ thì có vẻ không ổn. Tại vì sao? Chúng ta chỉ khảo sát được chiều ngang của thất mà không khảo sát theo chiều dọc. Nhiều trường hợp, nhất là những cái trường hợp mà bệnh nhân nhồi máu cơ tim của thành trước vùng mõm, các bạn đo ngay vùng đáy này EF nó phần sáu mấy, nhưng nếu các bạn đo mà các bạn những cái phương pháp khác các bạn tính luôn cái vùng mõm nữa thì nhiều khi EF nó còn 30 à. Cho nên chính vì vậy mặc dù cái này các bạn thấy bất cứ một cái phiếu siêu âm tim nào cũng trả lời, nhưng EF thất trái theo phương pháp này không được khuyến cáo dùng để chẩn đoán phân loại suy tim nữa. Và đặc biệt nếu chúng ta bây giờ chúng ta đang có rất là nhiều tiến bộ về mặt điều trị suy tim, chúng ta phân ra suy tim EF giảm nhẹ, EF bảo tồn, mà nếu các bạn chỉ dùng T-zone để các bạn đánh giá thì các bạn sẽ bỏ sót rất nhiều ca lẽ ra được hưởng lợi từ cước các thuốc mà chúng tôi hay gọi là tứ trụ để điều trị suy tim EF giảm. À, tại vì các bạn nhớ nhé, EF notation nó chỉ cắt một lát ngang đáy thất trái, vùng mỏ mà hoặc vùng những cái vùng khác nó loạn động, nó giãn động, nó vô động thì chúng ta không đánh giá được nếu như chức năng thất trái ở vùng đáy bình thường. Rồi. Và để khắc phục cái đó thì bây giờ các tác giả đề nghị chúng ta nên làm tính thể tích thất trái trên siêu âm 2D. À thì cái chúng ta có thể tính là bằng cái phương pháp là hai bình diện ha. Người ta tưởng tượng, các bạn tưởng tượng thất trái giống như là các bạn thấy không, là những cái hình gọi là những cái hình elip có đường kính A và B, và người ta sẽ gọi là những cái dĩa, và người ta sẽ chồng những cái dĩa lên nhau, người ta tính, chúng ta sẽ tính thể tích, tính diện tích của những từng cái miếng dĩa nào ta chồng 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 lên nhau, gọi là tích phân của AI với T. Cho nên á, là đây là phương pháp hai bình diện, còn phương pháp này là phương pháp một bình diện. Và hoặc là một cái phương pháp nữa là chúng ta sẽ cắt ngang mặt cắt mặt cắt mặt ngoài trừ 4 vùng chúng ta đo chiều dài thất trái. Và cái này là đây là phương pháp mà gọi là phương pháp mà hình trụ mình gọi là nửa bán cầu trụ, và chúng ta đo cái chúng ta viền, chúng ta đo được cái diện tích của AM là mặt cắt ngang của thất trái, và chúng ta đo cái này nữa thì chúng ta sẽ ra thì cái phương pháp này là nó có tính đến cái chiều dài của thất trái. Cho nên những cái phương pháp này các bạn thấy không, rõ ràng nó sẽ tương đối là chính xác hơn là cái phương pháp mà hồi nãy Tây Sơn chúng ta chỉ cắt ngang một lát ở ở cái vùng đáy nha. Và đây là cái phương pháp mà tôi nói là phương pháp Simpson mà hai bình diện, các bạn đo đây là 4 buồng, có đây là 2 buồng, các bạn đo 4 buồng thì tâm trương, các bạn chỉ cần viền và máy nó sẽ chia ra từng cái lát nhỏ nó tính. Và đây là tâm thu, còn này là 2 buồng. Và chúng ta, nhưng mà cái phương pháp này á là như vậy thì sao, so với TM Tayson hồi nãy hoặc là 2D Tayson hồi nãy thì nó phản ánh tốt hơn hình dạng kích thước chức năng thất trái. Và như vậy thì sao, các bạn thấy không, nó là phương pháp được khuyến cáo mạnh mẽ hiện nay. Tiêu chí là chúng ta muốn đo đúng là chúng ta phải bảo đảm mặt cắt 4 buồng 2 buồng thiệt là đẹp,
ở vùng mõm, và chúng ta phải thấy được toàn bộ thất trái, tránh cắt cục cái mõm, có nghĩa là các bạn nên á lùi xuống một khoang liên sườn, tại vì các bạn cắt lên, các bạn cắt cái thất trái nó vát đi, các bạn đẩy xuống khoang liên sườn, cái mõm nó sẽ hiện ra nhiều hơn, phải không? Nhưng mà nhược điểm của phương pháp này mà tại sao không nhiều người làm, các bạn thấy không, người ta tính nè, đây là ơ ép 4 buồng nè, ơ ép 2 buồng, thấy không? Và thường người ta phải tính chia trung bình, là nó tốn thời gian hơn là các bạn đo tay son. À, đặc biệt các bạn khi cắt, các bạn sẽ thấy là cái thành bên của thất trái là cắt 4 buồng, hoặc là cái này là nếu mà 2 buồng, đây là thành dưới, thành trước, thành trước, nhiều khi nó sẽ không rõ. À, cho nên á, nếu mà nội mạc không rõ thì các bạn viền thì sao, nó sẽ không chính xác nha. Và thứ ba nữa là phương pháp này nó chỉ đúng khi chúng ta có điện tim nha các bạn. Các bạn không có điện tim, làm sao các bạn xác định được cái nào là cuối tâm trương và cuối tâm thu? Tôi nói thiệt, cái tôi hay làm, nếu không có điện tim là tôi phải rê nhiều cái chu chuyển để tôi coi cái nào mà thất trái nó to nhất và cái nào thất trái nó nhỏ nhất. Nhưng mà thực ra chuẩn nhất các bạn thấy không, là phải cuối tâm trường, các bạn thấy không, cái hình này cuối tâm trường là khởi đầu QRS nè, hay là còn cuối tâm thu là chân sóng tề, các bạn thấy không? Các bạn phải có điện tim thì các bạn đo Simpson nó mới đúng được. Và cái thứ hai là nội mạc chúng ta phải thấy rõ, còn nếu chúng ta không viền nội mạc rõ thì chúng ta sẽ tính rất là sai, cho nên cái này nó cũng có nhược điểm nha. Nhưng rõ ràng rằng nếu chúng ta đo tốt thì đây là phương pháp tối ưu hơn so với phương pháp mà chúng ta chỉ cắt một lát, bởi vì chúng ta coi được cả chiều ngang lẫn chiều dài của thật nha. Rồi, và ở những cái trường hợp mà nếu như mà các bạn thấy như cái hình bên này nè, các bạn thấy không, chúng ta không thấy rõ được nội mạc của thất, đúng không, các bạn thấy không, nội mạc đặc biệt là cái vùng thành bên, thì bây giờ chúng ta muốn muốn thấy thì chúng à, đây, xin lỗi, đây là hai vùng này, thành trước chúng ta không thấy, nhất là ít nhất hai vùng, thì người ta khuyên là sao, muốn thấy được rõ nội mạc thì chúng ta nên dùng chất cận âm. Mà trường hợp nào chúng ta không thấy nội mạc này, ví dụ như bệnh nhân béo phì nè, hoặc là bệnh nhân hậu phẫu, nhưng mà cái chất cận âm này thì nó rất là đắt, cho nên ở nước ngoài thì nó dùng, cho Việt Nam mình thì khó dùng, hoặc là mình chế, mình lắc nước muối vậy đó. Cho nên là đúng ra bài bản thì chúng ta cửa sổ siêu âm kém, thì các bạn muốn đo Simpson, các bạn hoặc các bạn quan sát nội mạc cơ tim, sự dày lên cơ tim, cắt buộc các bạn phải dùng cận âm, à, ít nhất hai trên hai đoạn thất trái liền kề quan sát thì phải dùng cho cận âm. Và đây là một số thông số bình thường về đường kính của thất trái, các bạn thấy là nam và nữ, à, tâm trương, tâm thu, thể tích và EF2 bình diện, các bạn thấy nó trung bình nó khoảng là 60 60 cộng trừ ha. Rồi. Còn đây là theo cái textbook của cái cuốn EAV đó nha, các bạn thấy không? Chúng ta cần nhớ cái gì? Cái phân suất con ngắn. À, bình thường các bạn thấy nam là tối thiểu 25, nữ là tối thiểu 27. EF cái này nó dễ nhớ, nam là khoảng 55, nữ là khoảng cũng khoảng 55 luôn, các bạn nhớ hai cái thông số này là quan trọng nhất cho tôi nè ha. À, còn đường kính thất trái thì các bạn sẽ coi từ từ sau, hoặc là có một cái mà dễ nhớ hơn là các bạn sẽ lấy trong, tôi lấy trong up to date ha, là nói chung là bình thường nó khoảng từ 50 70, trên 70 là tăng động ha, dưới 50 là bắt đầu giảm rồi, thì nó có giảm nhẹ, giảm trung bình và giảm nặng nha. Rồi, nhưng mà các bạn thấy đi, nếu chúng ta làm 2D, thất trái mình nó không phải là một cái tờ giấy hai chiều mà nó là một khối. Cho nên khi chúng ta đánh giá bình diện 2D thì chúng ta làm sao? Chúng ta mới coi được có một phần thôi, còn thành sau thất trái như thế nào, chúng ta coi được thành bên, chúng ta coi được vách liên thất. Cho nên cái tối ưu nhất là chúng ta để đánh giá hình dạng thể tích kích thước thất trái thì vẫn là 3D, bởi vì khi mà chúng ta làm 2D là chúng ta phải đặt ra một cái giả thiết thất trái là một cái khối, gọi là chúng ta phải đặt giả thiết là nó là một cái khối đồng nhất về đường kính trước sau. À, nhưng mà thực tế nó đâu có vậy, hoặc là nó có những trường hợp là nó có bất thường ở cái vùng thành sau thì chúng ta lại không thấy. Cho nên siêu âm 3D thì chúng ta cắt ở
3 chiều thì chúng ta sẽ giải quyết được chuyện đó. Và cái máy siêu âm 3D hiện tại thì có thể các bạn chỉ cần để một, hoặc là các bạn xoay, hoặc là bây giờ những cái phần mềm mới là các bạn để đầu dò và nó sẽ tự nó xoay các mặt cắt khác nhau và sau đó nó sẽ tổ hợp lại. Và khi mà mình chúng ta cắt được 3D, các bạn thấy không, đây là chúng ta thấy này, đây là nó cắt 3D, các bạn thấy không, bốn buồng ba buồng, và nó thậm chí nó cắt ngang là ngang cổ thất nữa, thì chúng ta sẽ xây dựng ra được một cái thể tích thất trái chính xác hơn là chúng ta chỉ ước lượng trên 2D. Đây là thể tích thất trái cuối tâm trương trong thời kỳ tâm trương, mà đây là thể tích thất trái tên cuối tâm thu ở 3D. Và như vậy nếu chúng ta lấy cái này trừ cái này chia kia, chúng ta sẽ ra được cái OS chính xác hơn rất là nhiều so với là 2D. Đó là ca này, là một cái ca mà chức năng thất trái bình thường. Còn cái ca này các bạn thấy không, thất trái nó không bóp gì hết trơn nè, OS nó tệ hơn nè. Rồi như vậy siêu âm 3D bây giờ là một cái tiến bộ mới, nó sẽ giúp chúng ta chính chính xác thể tích thất trái, và đặc biệt ở những bệnh nhân bị rối loạn vận động vùng. Và như vậy thì so với 2D thì nó phát hiện sớm hơn về những cái biến đổi về thể tích và OS. Và nếu mà chúng ta vừa 3D mà chúng ta thêm cảm âm để chúng ta viền cho nó rõ cái nội mạc, thì người ta thấy rằng có những nghiên cứu đã thấy rằng nó đánh giá OS và thể tích nó chính xác gần như với cái chuẩn vàng bây giờ về hình ảnh học. Các bạn biết là cái gì đối với tim không? Đó là MRI tim nha. Không biết là bệnh viện các bạn đã có phần mềm 3D chưa? Chắc là ít phải không? Chúng ta đa số dùng 2D nhưng các bạn phải biết là có 3D nữa. Có một số nơi bây giờ có thể làm 3D nhưng mà hình như chúng ta phải trả thêm tiền người ta mới làm, tại vì mất thời gian hơn nha. Với thứ hai nữa là cái khi chúng ta mà càng nhiều phần mềm thì chúng ta phải trả cho, khi mua máy xem tim thì cơ sở chúng ta sẽ phải trả nhiều tiền hơn. Rồi. Tuy nhiên phân suất tống máu không phải lúc nào cũng phản ánh chính xác chức năng của tâm thu thất trái. Một số trường hợp chúng OF không phản ánh chính xác, chẳng hạn như bệnh nhân hở hai lá. Hở hai lá thì bình thường các bạn thấy không, bên trong thời kỳ tâm thu là thất trái nó bóp, thay vì nó tống máu lên động mạch chủ không, nó sẽ tống một phần nó van hai lá đó, nghĩa nó tống vô nhĩ trái, cho nên cung lượng tim nó giảm. Nó giảm thì nó phải tăng co bóp bù trừ, cho nên giai đoạn đầu của OF trong thất trái thì sao, các bạn sẽ thấy thì sao, nó sẽ tăng. Và còn nếu khi ở đối với hai lá mà OF dưới 60% thì lúc đó thực sự chức năng thất trái đã giảm. Và trường hợp thứ hai đó là hẹp van động mạch chủ. Cho nên là chúng ta đừng có bao giờ dựa vào một thông số để đánh giá bệnh nhân là chức năng, tại vì câu hỏi cuối cùng không phải là OF, mà câu hỏi cuối cùng chứ là câu trả lời cuối cùng là chức năng tâm thu thất trái bệnh nhân này là bệnh toàn phần á, giảm bình thường hay là tăng, thì OF chỉ là một phần trong đó thôi. Và chúng ta phải phân tích cái OF trong cái bối cảnh bệnh nền của bệnh nhân, bệnh lý van tim như thế nào ra làm sao nữa thì chúng ta đánh giá. Và đây là người ta nói là cái những cái hạn chế của cái chuyện OF này các bạn, chẳng hạn như là nó lệ thuộc vào, thứ nhất là nó lệ thuộc vào cái dạng hình, thì ví dụ hoặc là những cái trường hợp mà chúng ta sẽ khó đo đúng, ví dụ như là block nhánh trái nè, bất thường vận động vùng nè, hay là hoặc là cái góc nó không có buông, thì trường hợp đó chúng ta sẽ giải pháp bằng chúng ta giải quyết bằng cái phương pháp 3D. Nó phụ thuộc vào tải nữa các bạn, nếu mà tăng tải quá hoặc là hở hai lá thì trường hợp này nó cũng sai. Và đặc biệt là tần số tim mà cao hay thấp, tần số tim thấp thì OF thường cao hơn, mà tần số tim nhanh thì OF thường sẽ giảm hơn nha. Hoặc là bệnh nhân mà dài thất trái thì là chúng ta sẽ đánh giá cái chỗ mà nội mạc mà nó ngắn lại nó sẽ khó hơn chúng ta ha. Hoặc là những cái trường hợp mà OF nó khoảng gần gần 50% nha, thì chúng ta đánh giá chức năng tâm thu thất trái thì sẽ khó. Và cuối cùng OF nó phụ thuộc vào tay nghề của người làm rất là nhiều ha. Cho nên là ví dụ như ở những ca mà chức năng tâm thu thất trái giảm nhẹ thôi á, thì trong trường hợp đó chúng ta sẽ khó
mà dùng ơ ép để đánh giá được chức năng tâm thu các trái này được, mà chúng ta sẽ dùng phương pháp khác. Rồi, đó là 2D. Cái mốt tim nữa mà chúng ta sẽ đánh giá, giúp chúng ta đánh giá thêm về chức năng thức trái toàn bộ, đó là cung lượng tim. Các bạn biết rồi, cung lượng tim là gì? Là cái lượng máu thức trái bơm vào động mạch chủ trong 1 phút, phải không? Và cách tính là gì? Cung lượng tim bằng stroke volume nhân tần số tim, có nghĩa là thể tích nhát bóp nhân với số lần bóp mới là tần số tim, và bình thường nó là 4 đến 6 lần rồi, các bạn biết rồi. Nếu mà tim tốt thì cung lượng tim nó sẽ tốt, còn nếu mà tim tệ thì cung lượng tim nó sẽ giảm. Và chúng ta sẽ có hai cách tính, một là chúng ta tính cung lượng tim bằng gì, và chúng ta tính thể tích nhát bóp bằng gì. Một cái mà chúng ta có thể làm ở trước đó là chúng ta tính thể tích cuối tâm trương từ thể tích cuối tâm thu trong một chu chuyển tim. Còn một cách nữa, cách nữa mà chúng ta sẽ đo là chúng ta sẽ tính cái thể tích nhát bóp ở ngang cái vùng gọi là LVOT, là buồng tống của thất trái. Và buồng tống thất trái thì chúng ta làm sao mà tính? Thì chút xíu tôi qua cái hình khao, nhưng mà thường nó sẽ là bằng cái diện tích của cái buồng tống thất trái nhân cho VTI của thất trái, các bạn cứ nhớ dần đó. Và chúng ta sẽ đo đường kính cái này, tôi sẽ vẽ cái hình sau. Và cái cung lượng tim nó giúp đánh giá chức năng tâm thu thất trái trong những trường hợp rối loạn huyết động, bệnh van tim. Nhưng một lần nữa, cung lượng tim nó cũng tùy thuộc vào tần số tim, vào tiền tải, hậu tải, và đặc biệt là kỹ thuật siêu âm. Cho nên các bạn thấy không, không có gì là hoàn hảo. Tôi hay nói với học trò là sao, một cái ca ơ ép giảm, ơ ép tăng gì không cần biết, lâm sàng chứng bệnh nền bệnh nhân chúng ta phải phân tích nhiều yếu tố, đừng bao giờ dùng một thứ để chúng ta đánh giá bệnh nhân được hết. Rồi bây giờ là cách tính cái thể tích nhát bóp ở buồng tống thất trái, thì người ta coi, các bạn thấy không, thể tích nhát bóp giống như là cái thể tích của một cái hình trụ mà cái đường kính mà cái đáy nó là gì, diện tích của thể tích nhát bóp, và cái chiều cao của hình trụ này là cái gì, là cái gọi là tích phân vận tốc thời gian trong một nhát bóp, của gọi là VTI á, của một lần bóp. Thì như vậy chúng ta sẽ làm gì, chúng ta sẽ đo như vậy nó sẽ bằng là diện tích nhân VTI, mà diện tích á thì các bạn người ta sẽ quy ước rợ là cái này là bằng hình tròn, như vậy là pi R bình phương. R thì như vậy chúng ta sẽ đo đường kính ngang của cái đo đường kính mà chúng ta chia đôi, nó sẽ là bán kính. Còn VTI thì các bạn biết rồi, chúng ta sẽ trace á, chúng ta sẽ lùng cái con trỏ như là trace thì chúng ta tính được cái diện tích của vùng của cái gọi là cái VTI đó. Đây, cụ thể là chúng ta làm cái gì? Ở mặt cắt cạnh ức trục dọc các bạn ở, thì các bạn thấy không, nên có cái điện tim nha. Khi mà giữa tâm thu các bạn đo đây là đường kính của buồng tống thất trái, các bạn nhớ nhé, các bạn phải né cái cơ thắt là đường kính buồng tống thất trái. Rồi là chúng à, đường kính và cái này thì chúng ta để đốt lem ở cái mặt cắt thứ hai để chúng ta đo được cái VTI của được buồng tống thất trái, giống như đo trong hệ ban mạch chủ á, các bạn sẽ bỏ đốt le sung ở mặt cắt mỏm mà năm buồng, các bạn bỏ đốt le sung, các bạn sẽ đo cái phổ giống vậy nè đó, và các bạn sẽ trace thì nó sẽ tính cái tích phân theo thời gian cái đoạn này, và chúng ta nhận và chúng ta thả vô máy thì nó sẽ tính ra. Còn nếu không, chúng ta to cái này, chúng ta chia làm hai, chúng ta nhân pi R bình phương với nhân cái VTI này, VTI này nó sẽ máy nó sẽ tự tính ra cho mình, thì nó sẽ ra được cái thể tích nhát bóp, và các bạn nhân với tần số tim thì các bạn sẽ ra được cung lượng tim ha. Thì đương nhiên là cái phương pháp này nó khá là mất thời gian, chúng ta thường ít khi chúng ta làm ở những bệnh nhân mà đi xem tim bình thường. Thường cái này là bệnh nhân có sốc có gì các bạn không làm, còn không thường tôi cũng làm chi cho nó khổ, rất là mất thời giờ. Rồi, có một cái thông số khác cũng giúp chúng ta đánh giá phần nào chức năng thất trái, đó là DP trên DT thất trái. Nó thể hiện cái gì? Quá trình gia tăng áp lực của thất trái theo thời gian, và nó chỉ tính được khi có hở van hai lá. Các bạn thấy cái hở này là cái phổ âm, các bạn nhớ lại đi, khi trong hở van hai lá thất trái nó sẽ bóp một phát, thì máu nếu có hở hai lá bên cạnh một phần nó chảy vào động mạch chủ, nó sẽ xịt ngược vô thất trái, xin lỗi, vô vô nhĩ trái. Và các bạn thấy đi,
Nếu mà chức năng thấp trái càng tốt thì sao? Cái tốc độ gia tăng vận tốc của cái dòng máu từ thất trái vô nhĩ trái nó sẽ càng tăng. À, còn nếu mà thất trái mà nó tệ thì cái tốc độ gia tăng vận tốc hay là áp lực của thất trái mà đẩy vô nhĩ trái thì nó sẽ giảm hơn. Và để tính người ta mới tính bằng và như chúng ta hiểu cái khái niệm như vậy mà người ta sẽ lấy mốc là ở tốc độ là một và tốc độ 3. Thì nếu mà cái khoảng các khoảng và DP trên DT này à mà 1 với 3 thì chúng ta biết công thức Bernoulli là delta 4V bình phương, thì chúng ta tính là cái chênh áp giữa 1 và 3 này là delta P trừ là 36 trừ 4 phải không? 1 á là 4 còn 3 là 9. 36 trừ 4 32 chia delta T. Thì nếu cái delta T nó càng nhỏ thì sao DP DT nó càng lớn. Mà DP DT càng lớn là cái tốc độ gia tăng này càng cao, mà tốc độ gia tăng này càng cao thì sao? Chứng tỏ là cái lực của thất trái đẩy cái dòng máu hở nó càng tốt, mà tốc độ dòng máu đẩy thì chứng tỏ chức năng thất trái nó tốt. Và nó cũng dễ hiểu thôi, cho nên là các bạn sẽ thấy là ở trên lâm sàng á, những ca hở hay lánh mặn nha, mà nếu các bạn nghe âm thổi to là còn được, còn những cái ca mà suy tim rồi á, thì tôi nói thiệt dù hở hay lá 4 trên 4 nhiều khi chúng ta sẽ không nghe được âm thổi tâm thu của hở hay lá luôn, bởi vì mặc dù hở nhiều nhưng mà cái tốc độ của dòng máu từ thất trái nó đẩy vô nhĩ trái nó sẽ thấp, nó sẽ không tăng vọt để tạo ra âm thổi mà to được, thậm chí người ta còn gọi là silent mitral là do sao thất trái nó tệ quá, lúc đó chúng ta không nghe được âm thổi của hở hay lá nữa. Đây là một cái hình ha các bạn, bệnh nhân này hở có hở hay lá, chúng ta sẽ đo được cái gì đó, chúng ta chỉ việc đo cái khoảng thời gian chúng ta giống ra 1 giây là xin lỗi vận tốc một 1 m/s chúng ta giống ra, và chúng ta giống ra 3 m/s, chúng ta đo cái khoảng thời gian này. À các bạn, ở đây người ta đo là 0,029 giây, và như vậy người ta chia ra là gì, là 1.103 mm, như là cái tốc độ mà gia tăng cái áp lực của cái dòng phụt, thấy không? Và như vậy thì nó là bình thường, bởi vì bình thường nó trên 1. Rồi có một cái thông số trên Doppler nữa cũng ít xài, đó là thời gian tiền tống máu. À, thời gian tiền tống máu là gì? Chúng ta là các bạn hiểu rồi, cái giai đoạn mà trước khi van động mạch chủ mở van hai lá đóng, như tôi nhắc là chu chuyển tim, à cuối tâm trương van hai lá đóng lại, thất trái bắt đầu co cho tới và tăng áp lực cho tới khi nào áp lực thất trái vượt quá áp lực động mạch chủ thì van động mạch chủ mới mở ra, và giai đoạn đó gọi là thời gian tiền tống máu. Thì nếu các bạn thấy đi, nếu mà thất trái nó bóp tốt thì sao, thời gian tiền tống máu đương nhiên là nó sẽ ngắn, còn thất trái mà tệ thì nó bóp mãi, nó co mãi thì nó áp lực nó mới tăng vượt động mạch chủ để đẩy van động mạch chủ mở ra. À cho nên nếu chức năng tâm thu thất trái càng giảm thì thời gian truyền máu máu càng dài. À mà trên trên siêu tim chúng ta bằng gì, chúng ta đo bằng chân của sóng ER cho các bạn như thế, giống cho tới khi mà van động mạch chủ nó mở là chúng ta sẽ thấy từ chân sóng E chúng ta đo cho tới khi mà bắt đầu cái phổ của động mạch chủ, phổ động chủ đây là phổ hai lá nè. À có điện tim kết hợp nữa, các bạn sẽ bỏ một cái phổ, các bạn thấy vừa phổ hai lá để nằm buồn đi, các bạn thấy đây phổ động mạch chủ, thì cái khoảng từ đây đến đây gọi là thời gian tiền tống máu hay là thời gian co đồng thể tích, càng ngắn thì thất trái nó bóp càng tốt, càng dài thì thất trái nó càng tệ. Nhưng mà đương nhiên cái này nó còn ảnh hưởng bởi cái gì, bởi tần số tim, bởi vì tần số tim mà nó nhanh thì thời gian này nó sẽ nhanh, vòng tiền gắn có lực tâm trương dẫn truyền điện học trong thấp, cho nên đây là một cái thông số tương đối thôi. Và thực sự mà nói thì theo tôi cái này làm cho đủ, chứ còn trên thực tế lâm sàng thì chúng ta ít làm cái này. À các bạn thấy không, đây nè các bạn bỏ lúc lè, thấy không, các bạn thấy đây là phổ hai lá, đây là phổ động mạch chủ nè, thấy chưa, và đây chúng ta có điện tim ở bên dưới màn hình siêu âm tim, và các bạn thấy chân sóng E cho tới bắt đầu của cái phổ của động mạch chủ, đây là thời gian tiền tống máu. Hoặc là chúng ta có thể đo bằng cái trên Doppler mô ha, thì chân sóng E cho tới bắt đầu cái phổ tâm thu phổ S phẩy thì cũng là thời gian tiền tống máu. Doppler chúng ta đo bằng Doppler xung hoặc chúng ta đo bằng Doppler mô để được hết.
Rồi có một cái thời gian nữa là thời gian gia tốc tâm thu. À, nói chung là các bạn biết rồi, khi chúng ta học lý thuyết thì chúng ta phải biết hết mọi chuyện, còn trên thực tế chúng ta dùng được bao nhiêu phần nha. Là thời gian gia tốc tâm thu là gì? Là cái thời gian từ lúc mà bắt đầu thất trái nó tống máu cho tới khi mà cái vận tốc dòng máu đó nó đạt đỉnh. À, thì các bạn thấy không? Là từ đây từ từ đây tới đây. À, xin lỗi. À, các bạn thấy không? Từ đây đến đây gọi là thời gian gia tốc tâm thu nha. Cho nên á, thời gian này các bạn thấy thấp mà nó bóp càng tốt thì sao? Nó sẽ nhanh, cho nên bóp. À, còn còn nếu chức năng tâm thu thất trái nó giảm thì nó sẽ dài. À, và nó ít phụ thuộc tải, và nó chú ý là nếu bệnh nhân mà tắc nghẽn được ra thất trái thì cái này ít có giá trị. À, bên cạnh á, cái thời gian mà để gia tốc nó bóp cho nó nhanh lên thì còn một cái thời gian nữa là thời gian tống máu. À, là cái thời gian mà toãn thời gian giữa bắt đầu mở van động mạch chủ cho tới khi đóng van động mạch chủ. Thì ngược lại các bạn thấy nếu mà thất trái mà nó ngon thì nó bóp, nó tống máu, nó như thế nào? Hả? Nó tống máu sẽ lâu nha, xin lỗi, nó tống máu sẽ lâu, còn nếu thất trái mà nó tệ thì nó tống mãi nó mới xong. À, cho nên là nó bóp thì nó lên thì chậm, mà nó tống một chút thì là nó ghê. Còn nếu mà thời gian thích, xin lỗi tôi nói ngược, thời gian tống máu mà nó càng ngắn thì là thất trái nó càng tệ, nó bóp chút là nó bóp cái phụt cái là nên nó bóp nổi nữa. Còn nếu thời gian tống máu mà càng dài thì chức năng tâm thu thất trái nó càng tốt nha. Nó dây lên vận tốc nhanh nhưng mà tống máu nhiều. Còn thằng thất trái đây nè, đây là thời gian gia tốc, còn đây là thời gian tống máu. À, cái này mà nó càng ngắn là thất trái nó càng tệ, mà cái này nó càng dài là thất trái nó càng tốt ha. Nhưng một lần nữa, các thông số mà đo trên Doppler nó ảnh hưởng bởi tần số tim, bởi tiền gánh hậu gánh rất là nhiều. Cho nên là tôi giới thiệu cho các bạn coi, chứ tôi biết là trên thực tế chúng ta ít đo cái này. Cái này là chúng ta đo bằng Doppler. À, còn cái này chúng ta đo bằng, cái này là Doppler mô này, các bạn thấy không? Cái này là thời gian co đồng thể tích này, thời gian tống máu này, là thời gian thư giãn đồng thể tích. À, rồi bên cạnh Doppler thông thường chúng ta có Doppler mô. Doppler mô là gì các bạn sẽ được học riêng. Thì có một cái thông số là chúng ta đo cái sóng vận tốc S' của vòng van hai lá. À, thì nó cũng hơi giống cái map xe hồi nãy á, là nếu nó cũng sẽ phản ánh cái sự di chuyển của cơ tim. Các bạn biết rồi, nếu cơ tim di chuyển tốt thì cái S', sóng S' này nó sẽ cao. À, thì nó cũng sẽ phản ánh chức năng tâm thu của bóp thất trái. Và nếu trên 6 cm là bình thường và S' dưới 6 thì có thể là giảm, hoặc là những cái bệnh nhân lớn tuổi hoặc là mạch vành. Rồi, như vậy đây là những cái thông số mà các bạn cần nhớ nè. Thể tích nhất bóp 50 80 hoặc là còn cung lượng tim đúng không? DP đến DT là trên 1000 là bình thường. Sóng S', sóng S ở Doppler mô, còn chỉ số T thì thôi, tại vì chỉ số T nó là vừa là phản ánh chức năng tâm thu tâm trương thì nó không đặc hiệu lắm nha. À, bạn không cần nhớ. Rồi. Và bên cạnh Doppler mô, bên cạnh Doppler thông thường TM2D, bây giờ chúng ta có một cái phương pháp mới để đánh giá chức năng tâm thu thất trái toàn bộ, là chúng ta đánh giá cái GLS, tiếng Anh nó là Global Longitudinal Strain. Strain này nó không phải là sức căng, hiểu đúng nghĩa nó là deformation, đó là cái sự biến dạng cơ tim, là cơ tim nó co rút và giãn nở của sợi cơ tim. Các bạn thấy không? Bình thường sợi cơ tim nó là L0, khi nó rút lại nó co lại thì nó còn L, và cái delta L này là lấy gì? Chúng ta lấy L trừ delta L là chúng ta lấy gì đó, delta L này á, là chúng ta sẽ thấy rằng nó sẽ giá trị âm. À, thì chúng ta sẽ có cái sự co giãn và sự là rút ngắn. À, và các bạn thấy nếu mà tim nó bóp còn tốt thì sao? Thì cái delta L này nó sẽ càng 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 nhiều.
Và để đánh giá được cái sự biến dạng này, người ta dùng một cái phương pháp mà hiện đại, đó là siêu âm đánh dấu mô. Còn trước đó thì người ta cũng có thể đánh giá được cái sự biến dạng của sợi cơ tim này bằng siêu âm Doppler mô, nhưng mà từ cái strain rate, là từ vận tốc biến dạng, thì cái đó nó vất vả và phức tạp hơn. À, và nhớ là cái delta N này là có giá trị âm nha. Rồi. Rồi, và cái biến dạng tổng dọc cơ tim á thì nó sẽ giúp chúng ta đánh giá được chức năng thất trái toàn bộ. Chúng ta sẽ cắt mạch cắt bốn cắt bốn buồng từ mõm, hoặc là hai ba buồng từ mõm nha. Và chúng ta nó thể hiện là chỉ số trung bình của toàn bộ chiều dài cơ tim. Cái đỉnh của GLS là người ta thấy là lấy cái đỉnh cái biến dạng cái thời kỳ tâm thu, nó kỳ chúng từ đi thời kỳ tâm trường và chia cho cái thời kỳ tâm tâm trường. Cái này chúng ta sẽ về vào máy nó tính. Bình thường cái biến dạng tổng dọc này nó khoảng trừ 20%, và các bạn biết cái này nó sẽ biến đổi trước so với ES, nó sẽ giúp chúng ta phát hiện sớm những cái trường hợp mà giảm chức năng tâm thu thất trái, đặc biệt những như những cái ca mà chúng ta cho hóa trị đi thì ảnh hưởng, thì chúng ta nên đánh giá bằng GLS hơn là chúng ta đợi ES giảm nha. Đây là một cái hình minh họa này các bạn. Chúng ta cắt, đây là bốn buồng mõm, cái này chúng ta cắt ba buồng mõm và hai buồng mõm, thì chúng ta sẽ để cái máy nó tính, nó sẽ tính từng phần gọi tính, và chúng ta sẽ ra một cái hình gọi là hình mắt bò. Cái này hình như là thầy Hảo dạy các bạn rồi phải không? Alo. Và đây là một cái ca mà chức năng cái biến dạng dọc tổng dọc là nó tốt nè các bạn nè, thấy không? Rồi, ví dụ như là cái hình này là một cái biến dạng dọc mà các bạn thấy không, nó ra được là rất là tốt nè. Còn cái hình thứ hai các bạn thấy nó tệ hơn rất là nhiều. À, nhưng mà cái phương pháp này các bạn nhớ là chúng ta phải thấy rõ được nội mạc cơ tim. À, cho nên nếu mà chúng ta không đánh giá được nội mạc cơ tim rõ để mà chúng ta giúp cho máy nó viền á, thì coi như cũng thua nha. Trong trường hợp đó thì chúng ta sẽ đánh giá bằng cái gì? Chức năng thất trái theo chiều dọc, hoặc là chúng ta đánh cái mắt xề, hoặc là cái vận tốc đỉnh trên đốp lemo mô của sóng S phẩy nha. À, hình A là các bạn thấy chức năng cái biến dạng dọc nó tốt này. Còn cái hình B là các bạn thấy sao, cái strain nó rất là tệ. Cái strain này nó càng bạn thấy gần hai mấy nè, còn cái này các bạn thấy không, nó có mười mấy à, thấy không, rất là tệ, nó chưa tới 12 đó. Rồi, ngoài ra có một cái phần mà các bạn cũng nên biết nhưng mà thực sự chưa có xài nhiều trên lâm sàng, là thất trái nó không chỉ là nó co bóp nó rút ngắn đâu, trong thì tâm thu và tâm trương, mà khi nó bóp thì nó có xoay và nó xoắn. À, là bởi vì cơ tim nó xếp theo ba cái hướng khác nhau. À, cái lớp thượng tâm mạc nó xếp theo chiều kim đồng hồ, lớp nội mạc thì ngược chiều, và lớp giữa thì nó là hướng du vi. Và bình thường thì mõm vào đáy nó xoay ngược chiều nhau thì tâm thu, mõm thì tự mõm xoay cùng chiều nếu ta rồi ngược chiều, cho nên là đáy thì ngược lại. Cho nên các bạn có tưởng tượng là trong thời kỳ tâm thu thì tim nó không chỉ là nó rút ngắn mà nó vắt lại, nó xoay giống như chúng ta dùng cái chúng ta mà vắt cái khăn á, chúng ta cầm hai cái tay chúng ta vắt cái khăn nó hai chiều ngược nhau đó. Đây là cơ tim ở thượng tâm mạc, cơ tim ở nội tâm mạc và tim ở giữa. À, và cái sự mà các bạn thấy không, bình thường ở mõm là nó thượng tâm mạc là nó xoay ngược chiều, còn nội tâm mạc là nó xoay cùng chiều kim đồng hồ, nó làm cho cơ tim nó xoắn vặn. Và cái sự khác nhau về cái góc xoay giữa đáy và mõm tim gọi là góc xoắn. À, còn cái sự xoắn là cái độ lệch giữa góc xoay với trục dọc. Và người ta đã có một số nghiên cứu là có tương quan thuận giữa cái mức độ mà xoắn với ESSV. Nhưng mà để đánh giá cái này thì chúng ta cần với làm những cái chuyên sâu về cái mà Doppler đánh dấu, cái siêu âm đánh dấu mô. À, và cái siêu âm đánh dấu mô sẽ giúp cho mình đánh giá được cái xoắn vặn của thất nữa. Nhưng mà cái giá trị trên lâm sàng bây giờ cái này nó chưa có nhiều. Tôi nghĩ trong tương lai thì có lẽ khi mà mọi chuyện mà nó rõ hơn thì chúng ta sẽ xài cái này nhiều hơn. Rồi,
Nói tóm lại là gì? Chúng ta cần nhớ những cái gì? Các thông số tâm thu thất trái toàn bộ. Thứ nhất M1, chúng ta nhớ cái gì? Phân xuất con ngắn bình thường nữ 27 45 nam 25 43. EF 2D mà mặt gọi là hai bình diện sim xanh nha là 55. Rồi, 3D là tốt nhất. Doppler chúng ta có cái gì? Thể tích nhắt bóp. Chúng ta có DP/DDT tối thiểu 1.000. Rồi chúng ta có cái chỉ số S' trên 6. Rồi, đó là đối với lớp demo. Và cái biến dạng tổng dọc thì nó 19 hay là 20 cộng trừ nào. Đó, hoặc là tùy vào cái phần mềm. Rồi, bây giờ chúng ta qua phần thứ hai là siêu âm tim đánh giá chức năng thâm thu thất trái từng vùng. Các bạn thấy không, đây là một cái quả tim. Nếu mà nó dài chừng này là bình thường, cái này là nó tăng vận động, nó dài rất nhiều. Cái này các bạn thấy sao? Nó giảm động. Cái này là sao? Nó không vận động. Còn cái này là sao? Nó vận động nghịch thường. Ta coi vô, còn có anh này nó là sao? Anh này co ra. Anh này là anh nào bạn thấy không? Nó không bóp. Còn anh này sao? Nó giảm động. Người ta dày lên, còn cái chỗ cái mỏm này nó không dày. Nên là bây giờ chúng ta sẽ đánh giá từng phần. Và khi đánh giá từng vùng thì chúng ta phải phân theo định khu. Và các bạn, cái này là các bạn phải thuộc thôi. Chúng ta sẽ có những cái mặt cắt là bốn buồng mỏm. Cái này là hai buồng mỏm. Cái này là ba buồng mỏm. Rồi mặt cắt này là mặt cắt cạnh ức trục ngang, ngang trụ cơ ngang nè, ở đáy nè, ở giữa và ở mỏm. Và chúng ta sẽ có 17 cái vùng này các bạn phải thuộc. Không có cách gì khác, các bạn nhìn hoài các bạn sẽ nhớ. Ví dụ như là ví dụ như là cái này á là thành bốn buồng mỏm chúng ta, đây là chúng ta này có thành bên, phải không? Phải không? Cái này là trước bên, còn cái này là vách liên thất, mà cái này vách liền vách đáy, vách liên thất nhưng mà vách dưới. Xin lỗi. Còn cái này hai buồng thì chúng ta có cái này là thành dưới. Còn cái này chúng ta có thành trước. Còn chúng ta nếu mà có ba buồng thì chúng ta có cái gì đây? Cái này là thành thành bên nhưng mà thành bên dưới, còn chúng ta cái này có thành thành trước mà trước vách. Cái này là trước là thành này, cái này là trước vách. Rồi cái vùng này là vùng mỏm này, các bạn cứ nhớ. Rồi còn cắt ngang, chúng ta nhớ là cái vùng mỏm chúng ta đi ra là chúng ta gì, có bốn cái là trước nè, dưới, bên và vách liên thất. Rồi nếu mà vùng giữa thì chúng ta có thêm gì? Trước bên, dưới bên, trước vách và dưới vách. Cái này nó cũng vậy. Rồi. Cho nên cái này là cái phân loại mà các bạn đành phải nhớ, các bạn có tới coi lui chứ tôi cũng biết cách gì hơn, coi coi hoài coi hoài coi hoài. Rồi. Và không chỉ nhớ thì các bạn còn phải nhớ là cái phân bố của theo từng nhánh mạch vành. Chẳng hạn như là động mạch vành phải thì thường nó sẽ nuôi gì, nó nuôi thất phải nè, một phần thành dưới nè, các bạn thấy không? Nhánh LAD thì thường nó nuôi gì, thành trước nè, nó nuôi vách liên thất nè, nó nuôi vùng mỏm nè. Còn CX thì nó nuôi gì, nó nuôi thành bên. Đó, cái này các bạn phải nhớ, cho tôi cũng có gì khác hết trơn. Đương nhiên là cái sự mà chi phối của giải phẫu mạch vành, còn nhiều khi là chúng ta chụp mạch vành đã, chúng ta mới thấy là động mạch vành phải hay vành trái, là mạch vành nào ưu thế, nó nuôi nhiều hơn ít hơn thì đó là khác nữa. Còn đây là thông thường, hay là chúng ta nhìn những cái vùng giảm động vô động, chúng ta sẽ đoán được một phần là cái động mạch vành nào nó bị tổn thương. Và đây là cái phương pháp chúng ta phân vùng mà các bạn đành phải thuộc, chứ không có cách gì khác hết. Và cái số luôn, mỏm là người ta cắt cái mỏm. Có những cái phương pháp người ta dùng 15 bộ, 15, 16, 17. Thì bây giờ cái mà chúng ta quy ước là chúng ta sẽ nhớ là cắt cái mỏm riêng ra, cho nên chúng ta sẽ có 17 vùng. Và chúng ta đánh giá bằng cái gì? Trên lâm sàng thực tế là chúng ta đang siêu âm, chúng ta đánh giá bằng mắt thường. Nhưng mà có hai phương pháp khác để đánh giá chức năng của từng vùng, đó là bằng Doppler và bằng TDI đó, Doppler tissue tissue Doppler image, với lại là siêu âm đánh dấu bột nha. Có ba phương pháp. Rồi,
trong ba à, rồi trong ba phương pháp đó à, thì chúng ta có thể đánh giá, nếu mà mắt thường chúng ta có thể đánh giá bằng EMOT, chúng ta thấy nó dày lên, bằng 2D, bằng 3D à, là cái này là chúng ta dùng mắt thường nè. Còn Doppler mô thì chúng ta sẽ tính vận tốc mô, à, vận tốc dịch chuyển của mô, cái sự dịch chuyển à, chúng ta đánh cái tốc độ biến dạng. Còn à, và cuối cùng đó là phương pháp siêu âm đánh dấu mô. Còn cái khúc mà EMOT, 2M, 2D và 3D là chúng ta đánh giá bằng mắt thường, và các bạn biết rồi, chúng ta sẽ nhìn vào cái chuyện mà rút ngắn dày lên. Và như vậy thì các bạn thấy cái phương pháp 2D nó như thế nào à, và bằng đánh giá bằng mắt thường thì chúng ta sẽ có cho điểm, một là vận động bình thường, hai là giãn động, ba là không vận động, bốn là vận động bình thường, năm là phình thành tim. Và các thang điểm đánh giá là chúng ta chỉ số vận động thành tim bằng tổng số điểm chia tổng số vùng. Và bình thường là sao? Là cái này tổng số điểm nó sẽ là, ví dụ 17 chia 17 thì nó sẽ là một. Còn nếu nó trên một là nó có rối loạn chức nô, năng tâm thu thất chán. À. Nhưng mà các bạn thấy rồi, chúng ta đánh giá bằng mắt thường thì sao? Nó sẽ rất là chủ quan, nó phụ thuộc vào cửa sổ siêu âm nó qua. Cho nên tôi nói thật là, mà đó là đáng tiếc lại là cái chúng ta đang hay làm trên lâm sàng. Cho nên là thực sự thì cái chúng ta làm trên thực tế bây giờ rất là nhiều cái nó chủ quan lắm, và nó sẽ rất là thay đổi à, giống như bữa rồi nè, tôi mới có một ca nè, bệnh nhân á, là tháng trước đi siêu âm tim, biết sao bác sĩ nào đánh giá là giãn động cả vách liên thất cả mõm vậy đó. Rồi thế là bác sĩ điều trị nào là cho clopidogrel đủ thứ hết, rồi bệnh nhân vô, thật ra bệnh nhân vô tôi bị cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất, mà tôi siêu lại, tôi qua tới qua lui rồi tôi thấy nó bóp tốt, tôi làm bất kỳ thông số nào, tôi làm EPSS, tôi làm Simpson, tôi làm gì tôi cũng chẳng thấy gì trời. Cho nên các bạn thấy là cái này nó rất là chủ quan nha. Và ngoài ra các bạn nên nhớ rằng, kết nối là vận động vùng có thất trái, nó sẽ còn những cái nguyên nhân ngoài trừ bệnh mạch vành nữa. À, ví dụ như là trường hợp lấp nhánh này, bị sâu mở màng tim nè, hoặc là vi màng ngoài tim co thắt nè, hoặc là cái tăng áp của thất phải ha, hoặc là những cái bệnh cơ tim giãn nở mà không thiếu máu, bệnh cơ tim do stress vân vân. Cho nên khi mà chúng ta đánh giá một cái rối loạn chức năng thất, chúng ta phải rất để ý nè. Ví dụ như cái hình A là các bạn thấy là ở một bệnh nhân bị lấp nhánh trái à, cho nên ở bên lông nhánh trái á, thì sao, cái phần mà cái vách liên thất á, cái chỗ này nó sẽ nhô xuống một chút, nhưng mà chúng ta sẽ không dùng cái chỗ này để chúng ta đánh giá được à, chúng ta sẽ coi, chúng ta sẽ tưởng là cái vách liên thất nó giảm động à. Còn cái hình B là hình mà cái vi màng ngoài tim co thắt, các bạn thấy cái vách liên thất không, nó vận động nghịch thường và nó thay đổi theo thì hô hấp nha, vận vách liên thất đó à. Còn cái hình C nha, là một cái hình mà do thất phải nó giãn, áp lực lên phổi tăng, cho nên cái vách liên thất nó vận động khác à. Các bạn thấy trong thời kỳ tâm trương thì thay vì tâm thu, thay vì do thất phải nó bóp thì nó lại đè cái thất trái xuống trong thời kỳ tâm trương, cho nên cái này ha. Hoặc là phần D à, phần phần D là quá tải về áp lực, còn phần còn hình D là quá tải về thể tích à, cho nên những cái trường hợp này chúng ta khoan vội kết luận là vách liên thất này có vấn đề, mà coi chừng là do thiếu máu cơ tim, mà coi chừng do những cái bệnh lý khác của bệnh nhân nha. Đó là đánh giá bằng mắt thường, và các bạn thấy là mắt thường thì rất là sai à. Kế đến người ta mới nghĩ ra là chúng ta sẽ đánh giá vận động vùng mà Doppler mô cơ tim à, chúng ta bỏ từng cái điểm, chúng ta cho Doppler vô, các bạn thấy ba điểm xanh vàng này, chúng ta đo, chúng ta sẽ có sóng S phẩy, chúng ta có sóng E phẩy và A phẩy à, các bạn thấy không, thì như vậy á chúng ta sẽ đánh được giá được từng vùng phải không. Nhưng mà nhược điểm sao, chúng ta chỉ khảo sát qua, gọi vì nguyên tắc là Doppler chúng ta khảo sát cái gì song song thôi, cho nên là chúng ta chỉ khảo sát được vận động của những cái phần tử nằm song song với tia siêu âm, và chúng ta không phân biệt được những vùng co bóp thật sự với những vùng di chuyển thụ động. Tôi ví dụ như bạn đánh ở đây, nhưng mà bỏ ở đây thì sao, cái thằng này nó kéo vô thằng sau luôn à, cho nên mình không được. Và việc thu thập tất cả các vùng mất rất nhiều thời gian, các bạn tưởng tượng bạn ngồi bạn dò bỏ từng điểm hoặc bỏ Doppler mô thì bao giờ mới xong à, và nó ảnh hưởng tần số tim, gánh nặng của tim, nhịp thở nè à.
Cho nên thực sự mà nói là đánh giá vận động vùng đốc La Sung là mất rất nhiều thời gian nếu chúng ta cứ bỏ thủ công như vậy. À, cho nên từ đó người ta mới nghĩ, trước khi mà cái siêu âm đánh dấu mô ra đời, người ta nói thôi bây giờ người ta dùng dữ liệu vận tốc mô, cô tìm tạp mã hóa màu, và dựa vào thời gian ta sẽ cho cái màu mình sẽ nhìn. Nếu mà màu cái vùng nào mà quá tốt thì màu xanh, vận tốc mà giảm thì màu đỏ, màu cam. À, và các bạn sẽ nhìn vô, các bạn thấy, nhìn vô các bạn sẽ thấy không? Và các bạn thấy là rõ ràng là cái thành thành cái bách liên thất là sao, các bạn thấy vận tốc nó ngon hơn. Còn cái vùng thành bên thì các bạn thấy sao, cái vận tốc nó tệ hơn, thấy chưa, thành bên nó tệ hơn đó. Hoặc là và cái sự mã hóa này á, nó sẽ là, hoặc là người ta sẽ theo dõi vận động của cơ tim bằng cách là mã hóa màu tự động. À, và cái mô tả sự vận động của vùng cơ tim về phía đầu giò hoặc là xa đầu giò. À, các bạn thấy không? Và cái phân bố màu này các bạn thấy đi, thành bên thất trái nó làm sao, nó màu trắng. À, nó co bóp rất là tệ, đúng không? À, thành bên thất trái co bóp rất là tệ. À, nó mã hóa màu. Nhưng à, và như vậy thì biến dạng của cơ tim đó là đánh giá về cái tốc độ vận động. Nhưng mà cái tốt hơn là chúng ta biến dạng của cơ tim, chúng ta sẽ co, hoặc là co cái sợi, có sợi rút ngắn của cơ tim, thì chúng ta sẽ đo, thể đo rút ngắn bằng đốt lê mô cơ tim hoặc là siêu âm đánh dấu mô cơ tim. Thì hồi trước đi siêu âm đốt lê mô cơ tim là chúng ta sẽ đo vận tốc mô cơ tim ở các vùng, rồi tính được, từ đó chúng ta sẽ tính ra cái tốc độ biến dạng, có nghĩa là ta đo ở V2, V1, ta trừ cho cái khoảng cách là chia đều. Và từ đó mình tính cái tích phân thời gian và mình tính được cái sự biến dạng là strain. Nhưng mà một lần nữa tôi nói rằng đốt lê mô thì chúng ta chỉ đánh giá được những cái vùng nào mà nó song song với trùng tia Doppler, mà các bạn thấy tim của mình thì sao? Nó là không gian 3 chiều. Cho nên chúng ta chỉ đánh giá được cử động dập và cử động radial, là cử động mà xoay tròn của cơ tim thôi. Và như vậy nó ít sử dụng đánh giá chức năng tâm thù. À, tôi ví dụ nè. Các bạn đây ở Bách Liên Thất, các bạn có điểm V1, V2, V3, 3 vùng. Các bạn bỏ đốp lê mô 3 vùng. Các bạn sẽ ba được ba ra cái ba cái hình đốp lê mô nha. Màu vàng, màu xanh, màu đỏ. À, và từ đó chúng ta sẽ tính cái X-ray bằng cái V2 trừ V1 chia D. À, và từ đó chúng ta sẽ tính ra cái sự biến dạng được. Nhưng mà như vậy sao? Nó mất công quá đi, đúng không? Đây nha, đây là ba cái vùng đỏ, xanh, vàng. Và chúng ta sẽ có vận tốc đỏ Doppler mô vô nha, ở bên đây. Và các bạn thấy, và cứ chúng ta đánh giá được cái sự dịch chuyển, và cuối cùng chúng ta sẽ đánh đó là cái sự biến dạng. Và các bạn thấy không, đây là một cái hình, này là một cái hình mà chúng ta thấy ba cái vùng này vận động nó tốt. À, các bạn thấy nó biến dạng, nó đi xuống hết nè. À, có nghĩa là thời kỳ tâm thu nó rút ngắn lại được. Còn cái hình bên đây các bạn thấy ba điểm này thì sao, thằng đỏ, thằng xanh còn được, thằng vàng thì nó khác. Cho nên các bạn thấy không, thằng đỏ, thằng xanh á, thì nó rút còn được, còn thằng thằng đỏ rút còn được, thằng xanh, thằng vàng rút ngắn hơn. Như vậy thì từ đốt lê mô chúng ta cũng sẽ suy ra được là sao, cái anh màu đỏ này bóp tốt, anh màu xanh đỡ hơn, anh màu vàng thì rất là vậy. À, như vậy thì rõ ràng đốt lê mô có thể giúp đánh giá sự biến dạng của cơ tim và giúp đánh giá chức năng tâm thu ở những vùng khác nhau được, nhưng mà nó khá là mất công. À, và đây là những cái hạn chế này, các bạn thấy nó phụ thuộc góc nè, rồi nó cần là cái hình nó phải phân giải tốt nè. À, và nó, chúng ta cái mẫu chúng ta phải đo đúng nha, cho nên là chính vì vậy nó có rất là nhiều hạn chế. Và chính vì có cái hạn chế đó cho nên sau này á ít ai dùng siêu âm đốp lơ mô để đánh giá sự biến dạng hoặc là vận động vùng của cơ tim nữa, mà người ta sẽ dùng cái gì, siêu âm đánh dấu mô cơ tim để đánh giá vận động từng vùng của cơ tim. À, sự biến dạng cơ tim là chúng ta lấy n trừ n là zero. À, thì nó không phụ thuộc góc của đầu giò với đánh giá. À, các bạn chỉ làm sao mà hai điểm thôi các bạn đo thôi, mà đánh giá vận động của tim á, theo đủ trục, trục dọc, trục ngang, trục chu vi, và nó giúp đánh giá sự xoắn vặn của tim như tôi nói hồi nãy á. À, đó, cho nên là cái siêu âm đánh dấu mô cơ tim các bạn sẽ được như thầy Hảo hay không biết thầy Vũ vậy, là một phương tiện rất là mới và rất là hữu ích sau này. Và nó giúp đánh
tính toán liên tục sự biến đổi hình dạng cơ tim theo chu chuyển tim luôn, mình rất là khỏe. Nó biểu diễn được vận tốc mô cơ tim, được mức biến dạng và tốc độ biến dạng dưới dạng các đường cong. À, các bạn thấy rồi, và đánh giá chức năng vùng cơ tim lúc nghỉ, lúc gắng sức, lúc chẩn đoán, bút sống còn rất là dễ. Các bạn thấy không? Đây là theo chiều biến dạng theo chiều dọc này, các bạn thấy không? Nó từng điểm nó à từng điểm nó sẽ tính cho mình là sao? Tâm thu, tâm trường, và nó sẽ vẽ. Và vì các bạn thấy không? Tâm thu nó ngắn hơn tâm trường, cho nên đối với chiều dọc thì nó sẽ là giá trị âm của từng cái vùng. À, nó sẽ vẽ từng đường, mà càng âm thì chứng tỏ càng tốt. Còn đây là theo chiều mà chờ bán kính chu vi, thì các bạn thấy không, là nó lại là thời kỳ theo nó theo chiều gì, nó theo chiều dương, tại vì nó sẽ về đầu giò, cho nên là tim có bóp càng tốt thì cái biến dạng nó càng cao, thấy không? Còn biến dạng theo theo cái chiều này thì chúng ta lại có giá trị âm, mà càng âm thì lại càng tốt. Cho nên là cái siêu âm đánh dấu mô sẽ giúp đánh giá vận động cơ tim theo chiều dọc, theo chiều ngang và theo chiều chu vi rất là dễ dàng, các bạn nhớ nhé. Nếu chiều dọc và theo chiều ngang như thế này á, thì chúng ta có là giá trị nó sẽ âm. Còn nếu mà theo chiều chu vi thì chúng ta sẽ có giá trị nó là dương, bởi vì cái biến dạng ha. Rồi. Và từ cái đó, và từ những cái vùng đó, thì các bạn thấy như hình bên trái đây thì nó sẽ giúp, ví dụ vùng bên trái đây là một cái thất trái mà các vùng tương đối, các bạn thấy nó sẽ đánh giá cho mình nè sự biến dạng nè, ở ở mõm bên là -20, cái này giữa bên là -16, đáy là -20, cái này đáy vách dưới là -14, -14, các bạn thấy tương đối là tốt. Các bạn thấy không, những cái vùng mà xanh đỏ tím vàng là biến dạng của từng vùng, đây là một cái tim tốt. Và bốn buồng cái strand nó cái này nó tương đối là tốt nè, các bạn thấy không? Cái strand rate chung nó là 18,6 là bình thường, thấy không? Đó, người ta sẽ tính, mà nó sẽ tính cho mình luôn, đây là ba buồng là âm hâm là biến dạng dọc là 24, bốn buồng là -18,6, hai buồng biến dạng dọc là -19, và global strand à, người ta tính chung là -20,6. Và đây là từng vùng này, các bạn thấy dấu mắt bò này, thấy không? Đây là mõm nè, đây là trước vách, đây là trước bên, các bạn sẽ thấy giá trị của từng vùng. Thấy giờ, và những cái vùng càng màu càng đỏ thì số nó càng càng cao. Đây là một trường hợp mà chức năng tâm thu thất trái tốt, và chức năng tâm thu thất trái từng vùng nó cũng tốt. Các bạn sẽ nhìn vô, các bạn sẽ biết cái số, biết con số và biến dạng của từng vùng luôn. Còn cái bên đây là một cái ca mà chức năng tâm thu thất trái rất là tệ. Các bạn thấy không? Là, và chúng ta thấy gì? Ví dụ như là từng vùng cái mõm nó được -10, thấy không? Cái mõm vách nó -12, cái giữa nó -9, cái đáy nó còn có -6 à. Còn bên này thành cái này thành thành bên, cái này -10, cái này là giữa. Dưới bên á là nó -5, cái này mỏm bên nó là -9. À, và chúng ta nhìn vô đây các bạn sẽ thấy không, nó cũng vẽ được cái dấu mắt bò. Cái trong trường hợp này là cái biến dạng tổng dọc có -6,8 thôi, nó biến dạng, và các bạn sẽ thấy được từng vùng. Các bạn thấy mỏm là nó đỡ nhất nè, những cái vùng gần mỏm, cái vùng thành dưới bên và trước bên nó còn đỡ. Còn các bạn thấy dòng thành dưới nó màu xanh lè, nó có -2% thôi. Cho nên là cái này nó sẽ rất là khách quan, và giúp chúng ta đánh giá được chức năng tâm thu thất trái từng vùng khách quan và chính xác. Và bây giờ thì rất là nhiều máy siêu tim có thể làm, nhưng mà thường các bạn muốn đánh giá cái này, các bạn thì như tôi nhớ là phải đăng ký riêng, bởi vì làm nó mất thì giờ nha. Nhưng mà chúng ta làm được, đa số các máy bây giờ sẽ có rồi nha. Như vậy ưu điểm của siêu âm đánh dấu mô cơ tim là gì so với đánh giá mắt thường? Là nó khách quan hơn, nó tự động quá, không phụ là người siêu âm và không bị nhiễu vào các vùng tim kế cận để đánh giá từng vùng riêng. So với đốt lemo, đốt lemo nếu mà vùng giữa, hai thằng sống của thằng chết nó kéo là thằng chết, mình không đánh giá được. Nó không phụ thuộc góc đo, nó ít phụ thuộc tải ha. Nhưng mà à, và nó à, và chỉ có một à, và nhưng mà chỉ, nó quả nhất là cái gì các bạn biết không? Nó phụ thuộc vào cái phần mềm các bạn phải có nha. Và nhưng mà nó có nhược điểm là gì? Nó không phụ thuộc góc, nhưng mà nó, chúng ta phải có hình ảnh đẹp. À, tại vì nếu chúng ta không có hình ảnh đẹp thì sao chúng ta sẽ không viền được nha. Rồi. Vậy thì bài đến đây là hết rồi. Có thể nói thứ nhất là chức năng tâm thu thất trái là rất quan trọng khi làm siêu âm tim bạn. À, bạn luôn luôn phải trả lời.
Mà chức năng tâm thu thấy trái toàn bộ thì chúng ta đánh giá dựa vào cái gì? Nhiều thứ lắm. EPSS, phân suất co ngắn. Còn phân suất tống máu EF nên làm sim xanh hai bệnh viện. Còn đương nhiên mà ngon nữa chúng ta làm 3D hoặc cận âm. Và nhớ rằng T-zone không được dùng để chẩn đoán và điều trị đau. Còn Doppler chúng ta sẽ có những thông số như cung lượng tim, DPTT, chỉ số T thì bây giờ ít dùng và sóng S phẩy. Và biến dạng dọc thất trái bình thường là 20 trừ 20 cộng trừ 5 cộng trừ 3 tùy máy. Còn chức năng tâm thu thất trái từng vùng các bạn nhớ là 17 vùng theo ASE ở nhiều mặt cắt. Và cái mà giá trị bây giờ đó là gì? Siêu âm đánh dấu mô cơ tim chứ không phải bằng mắt thường và hay là đốt lẹ mồ. Rồi bài của tôi là đến đây là hết rồi, tôi sẽ gửi bài cho các bạn sau. Các bạn có gì thắc mắc không? Alo. Rồi, bạn hỏi đi. Có bạn nào hỏi gì nữa không? Có ai giơ tay ạ? À?